Bạn Xuân có gửi câu hỏi như sau: cho tôi hỏi là mẹ tôi năm nay 62 tuổi, có tiền sử bệnh tiểu đường và vẫn đang điều trị. Lâu lâu thì bị chóng mặt và bị nôn. Hiện tại thì khoảng 2 tuần nay thì bị mất ngủ, hai chân tay bị tê. Tôi đọc và tìm hiểu về hoa tam thất. Nhà thuốc cho tôi hỏi là bệnh như vậy thì có thể điều trị mất ngủ được hay không ạ? À? Và cách dùng thuốc như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, chúng tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Để điều trị bệnh tiểu đường thì đối với trường hợp của bệnh nhân tiểu đường, để điều trị an toàn và hiệu quả cao thì bệnh nhân có thể sử dụng phương pháp điều trị bằng cây thuốc nam. Hiện nay thì để điều trị tiểu đường thì có khá nhiều cây thuốc nam có tác dụng tốt cho việc điều trị bệnh tiểu đường. Nổi lên là cây dây thiều canh là một vị thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tốt nhất. Hầu hết những bệnh nhân tiểu đường hiện nay thì đều sử dụng cây dây thiều canh làm thuốc hỗ trợ và điều trị bệnh. Ngoài ra thì mẹ bạn còn bị mất ngủ khoảng 2 tuần nay. Trường hợp này thì để cải thiện giấc ngủ, bạn nên duy trì một chế độ sinh hoạt hợp lý, tránh căng thẳng vào buổi tối ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tham khảo một số loại thảo dược có tác dụng điều trị mất ngủ giúp an thần, như là cây lạc tiên hoặc là hoa tam thất. Đây là những vị thuốc có tác dụng an thần và tạo giấc ngủ rất là tốt. Nếu có nhu cầu mua thuốc thì bạn hãy gọi vào số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.